Dâng sao giải hạn, hoạt động tín ngưỡng đầu năm của người Việt, tục này ra đời như thế nào? Có thật sự nó nằm trong triết lý Phật giáo? Không có trong kinh điển Phật giáo, chưa từng có trong kinh điển Phật giáo. Dâng sao giải hạn cũng phải nói rất thẳng thắn là vốn là một cái sinh hoạt văn hóa của dân gian, nó cũng không xuất phát từ Phật giáo. Nhưng nhiều người dân lại nghĩ khác. Nhà Phật cũng nghiên cứu trong nhiều năm rồi, cho tức là hàng nó là từ đời xa xưa rồi. Thế cho bác nghĩ là mình cứ tin là là nó là đúng thôi. Cũng phải có sách vở từ nhà chùa cũng đã dạy. Đấy, nhà chùa cũng ra cũng tư vấn cho chúng tôi mới biết được chứ. Khi có một khoảng cách mong manh đang tồn tại. Tín ngưỡng và mê tín nó chỉ cách nhau chỉ là một cái đường chỉ rất là mỏng manh, nó có thể hơi một chút thôi nó đã sang cái sự việc khác rồi. Lợi dụng cái đó, lạm dụng cái đó một cách quá tệ và nó sẽ rơi vào mê tín. Hóa giải những mâu thuẫn và giải mã những ẩn số văn hóa là việc mà chúng ta cần làm. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Hành trình tri thức phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình VTV. Thưa quý vị, cứ mỗi dịp đầu năm vào trong những dịp rằm tháng riêng hay là trong suốt một mùa tháng riêng thì người Việt vẫn có phong tục đi lễ chùa. Và trong những phong tục đi lễ chùa đó thì có một hoạt động mà chúng ta vẫn thấy diễn ra trong thời gian gần đây, đó chính là dâng sao giải hạn. Vậy dâng sao giải hạn có thực sự là có trong giáo lý của nhà Phật? Và vì sao hoạt động này lại diễn ra rất sôi động trong đời sống tinh thần của người Việt trong thời gian gần đây? Và chúng ta nên có những ứng xử ra sao đối với hoạt động này để nó có thể trở thành một hoạt động văn hóa tín ngưỡng tinh thần đậm chất của người Việt? Thì mời quý vị sẽ cùng chúng tôi đi tìm câu trả lời trong suốt chuyến hành trình ngày hôm nay. Người Việt tin rằng đi lễ chùa đầu năm không đơn giản là để ước nguyện, mà đó còn là thời gian để mọi người tìm về với chốn tâm linh sau những ngày tháng vất vả mưu sinh. Phong tục đi chùa là một nét văn hóa của người Á Đông nói chung, đặc biệt là những nước ảnh hưởng bởi khí hậu bốn mùa. Còn ở Việt Nam, cũng theo quy luật của tự nhiên, xuân sinh, hạ trường, thu liễm, đồng tàng. Đến chùa cầu bình an cũng là một phong tục mà người Việt Nam vẫn duy trì trong suốt một năm, đặc biệt là đầu xuân năm mới. Nhiều người tới chùa gửi gắm những tâm nguyện, mong muốn của mình vào trong những lá sớ, những lời cầu khấn để hy vọng những điều tốt lành đến với gia đình và bản thân. Tục đi lễ cầu an, dâng sao giải hạn cũng không ngoài mục đích ấy. Vậy nhưng, có những điều vượt ra ngoài sự tưởng tượng của con người. Hàng nghìn người ngồi la liệt tràn ra đường để đợi đến lượt mình được vào dâng sao giải hạn. Lực lượng an ninh phải luôn sẵn sàng túc trực bảo vệ an ninh trật tự. Những dòng người kiên nhẫn ngồi chờ đợi với nhiều tâm trạng. Còn phía bên trong chùa, ngay từ chiều, những lượt người tới dâng lễ đã luôn đông đúc nhộn nhịp. Thì mình không được vào chùa vì nó đông quá. Thì cũng phải thu xếp công việc cho nó làm sao cho nó hợp lý. Để đi lễ thì ngồi được cái chỗ nó tốt. Năm nay thì chúng tôi có chỉ đạo cho phường là tổ chức một cái điểm trông xe ở ngã tư Sở. Cái điểm trông xe này là hoàn toàn mới. Do vậy cho nên là cũng đã giảm được cái việc mà người dân tự phát trông xe, đảm bảo tốt hơn cái an ninh trật tự trên lòng đường, vỉa hè. Vì đã có nhiều năm kinh nghiệm trong tổ chức dâng sao giải hạn, nên chùa Phúc Khánh cũng chủ động công việc ổn định trật tự an ninh của khu vực nhà chùa. Tuy nhiên, việc chờ đợi và gây ảnh hưởng đến giao thông chung của khu vực là điều khó tránh khỏi. Còn tại chùa Quán Sứ, trụ sở của Trung tâm Giáo hội Phật giáo Việt Nam vào ngày 16 tháng Giêng. Không có cảnh đông đúc tràn ra đường, nhưng trong cửa chùa, lượng người tới làm lễ cũng không hề nhỏ. Đã từ lâu, nhiều người cho rằng việc dâng sao giải hạn là việc làm không thể thiếu trong mỗi dịp đầu năm bởi nhiều lý do,
đó có thể là xuất phát từ truyền thống, từ một niềm tin vào tâm linh và thậm chí vì một nỗi e ngại không lý giải được về việc năm nay gia đình mình có người bị sao xấu chiếu mạng. Mọi thành viên trong gia đình mình đều sao tốt, có riêng tôi năm nay là sao Thái Bạch, nên là mình cũng muốn là đến để cầu siêu, cầu thoát, cũng do đi tìm hiểu qua sách báo ấy. Bây giờ cũng có nhiều phương tiện truyền thông để tra cứu mà. Năm nay nhà cô thì trong 3 người thì có một người là sao Thái Bạch, chồng cô là sao Thái Bạch, còn con trai cô Vân Hán và cô cũng Vân Hán. Nhưng mà cô cứ làm lễ giải sao cho cả 3 người, kể cả xấu tốt cô cũng làm lễ, năm nào cũng thế, kể cả 10 năm nay cô đều làm lễ, không cứ là sao xấu cô mới giải, còn như cô cứ giải tất cho cả 3 người. Vì sao người dân lại có thói quen tìm hiểu về sao xấu, sao tốt và tiến hành dâng sao đầu năm như vậy? Theo phong tục dân gian, mỗi người vào mỗi năm lại có một sao chiếu mệnh, tất cả có 9 ngôi sao, cứ sau 9 năm lại luân phiên trở lại ứng với một cá nhân. Nhưng cùng một tuổi, cùng một năm, đàn ông và đàn bà lại có sao chiếu mệnh khác nhau. Cũng theo quan niệm nhân gian, song 9 ngôi sao này có sao cực tốt và sao cực xấu. 9 sao nói trên xuất hiện vào những ngày nhất định trong tháng và có hình nhất định. Do đó, người ta thường làm lễ dâng sao giải hạn. Tuy bắt nguồn từ lão giáo ở Trung Hoa, nhưng tập tục này lại ăn sâu vào quan niệm của người dân Việt, rồi dần ra theo thời gian trở thành một tập tục lâu đời của người Việt. Hãy dõi theo cuộc trò chuyện của chúng tôi cùng Phó Giáo sư Tiến sĩ Triệu Thế Việt về tục lệ này để hiểu rõ hơn. Rất cảm ơn Phó Giáo sư đã nhận lời mời tham dự chương trình. Vâng, đầu tiên câu hỏi dành cho giáo sư đó là đầu năm người Việt có một phong tục đi lễ chùa. Và trong hoạt động đi lễ chùa đó thì có một hoạt động rất quen thuộc, đó là dâng sao giải hạn. Và theo Phó Giáo sư thì Phó Giáo sư có những chia sẻ như thế nào về cái tục lệ đầu năm này ạ? Chúng tôi cho rằng là như thế này. Việc đầu năm hướng đến cái khát vọng là chuyện rất bình thường và đấy là thuần phong mỹ tục. Đầu năm lên chùa thắp hương để cầu cho một năm bình an hoàn toàn là một việc đáng khích lệ và đấy là một nét đẹp. Thế còn sao là gì? Sao thực chất là được gọi là cửu diệu tinh quân, tức là 9 vì sao. 9 vì sao đó thực chất là những sao, những hệ thái dương. Ví dụ sao thái dương là sao mặt trời, tức là mặt trời. Sao thái âm là được hiểu là mặt trăng. Sao mộc dục, mộc đức là sao mộc. Sao thủy diệu là sao thủy. Sao thái bạch là sao kim. Sao thổ tú là sao thổ và sao vân hớn là sao hỏa. Như vậy là 7 vì sao rồi, đúng không ạ? Thế còn sao la hầu và sao kế đô là gì? Thì nó liên quan đến huyền thoại mà cái xuất xứ của nó lại mãi tận ở trong các sử thi của Ấn Độ. Nhưng sang Trung Quốc thì la hầu kế đô lại còn được phóng chiếu một hình ảnh nữa của Nam Tào Bắc Đẩu. Như vậy người ta rất sợ La Hầu Kế Đô, nhưng mà trong tất cả huyền thoại mà chúng tôi đọc thì La Hầu Kế Đô lại là hai cái loài vật mà được tượng trưng cho được mùa. Cho nên theo tôi rằng 9 cái vì sao đó nó đều là tự nhiên và có 2 cái vì sao La Hầu Kế Đô phải chăng nó chỉ là một cái câu chuyện của văn hóa thôi, một cái khát vọng văn hóa, và nếu theo khát vọng văn hóa thì La Hầu Kế Đô cũng không có gì phải đáng sợ cả. Vâng, vậy thì quay trở lại với câu chuyện của giáo lý nhà Phật. Thì theo Phó Giáo sư chia sẻ, thì việc dâng sao giải hạn nó không nằm trong giáo lý và điều răn dạy của Phật giáo. Vậy thì vì sao những hoạt động dâng sao giải hạn vẫn được diễn ra ở các ngôi chùa lớn của Việt Nam? Việc dâng sao và giải hạn là việc mà của đạo giáo, một tôn giáo mà họ sẽ lấy cái việc dâng sao, giải hạn, tính ngày giờ tốt, cát hung, rồi trường sinh bất lão, cầu nguyện, vân vân, những cái đó là của đạo giáo. Và cái việc đó là việc mà đạo giáo vẫn thường làm trong những việc đăng đàn và giải hạn, giải sao, nhưng sao. Thế còn ở nhà chùa thì không có tục lệ ấy, Phật chưa từng dạy việc ấy. Ở bối cảnh ở nước ta thì đạo giáo càng ngày càng ít đi, những cái cơ sở từ tự của đạo giáo ít đi, và những người mà làm về việc đó ít đi, và lâu dần thì nhà chùa thay thế. Lâu dần thì nhà chùa thay thế. Thay thế bởi cái ý nguyện của dân. Trong một ngôi chùa, trong một làng chẳng hạn, thì chùa sẽ là làm tất cả cái việc về văn hóa tâm linh và nhu cầu của dân, chứ không riêng những cái việc của Phật giáo. Cho nên việc chùa sẽ làm cái việc đó.
Vâng, vậy thì Phó Giáo sư có những chia sẻ gì và có những lời khuyên gì, những đóng góp gì để cho hoạt động dân sao giải hạn này nó trở thành nét đẹp trong văn hóa và tín ngưỡng của người dân Việt được không ạ? Chúng ta đón một năm mới mà chúng ta lo rằng một năm mới đó nó vận hạn thì quả là không phải là một cách sống. Phật đã dạy ở trong Kinh Đại Bát Niết Bàn, Ngài nói rằng mỗi con người là một ngọn đèn soi đường cho chính mình đi, tức là tự tin. Chúng ta tự tin bước vào một năm mới, bước vào một cái vận hội mới của đất nước, bước vào một cái cơ hội mới của Việt Nam với quốc tế. Cho nên tôi cho rằng luôn phải tự tin. Tự tin chính là liều thuốc của chúng ta trong giai đoạn này. Chúng ta phải rất tự tin để đánh thức và phấn đấu cái bản lĩnh của chính mình, của xã hội và của dân tộc. Không chỉ có Phó Giáo sư Tiến sĩ Triệu Thế Việt, nhiều nhà nghiên cứu văn hóa uy tín, giới tăng ni cũng đã đồng nhất cách hiểu về tục lệ đầu năm dâng sao giải hạn và có những lý giải của riêng mình. Vấn đề ở đây là tại sao người ta lại tìm đến các chùa mà người ta không tìm đến các phủ hay người ta không tìm đến các cái ngôi đình? Bởi vì người ta tin rằng là các nhà sư là cái nhân vật trung gian giữa thần linh và con người. Bằng cái việc cầu kinh và bằng cái hướng dẫn cái hành động của các nhà sư đối với người cái tín chủ thì người ta có thể là thay đổi được cái vận hạn của người ta trong cái năm ấy. Thế thì ở đây phải thấy rằng nó là một cái niềm tin tín ngưỡng. Thế và đã là niềm tin tín ngưỡng thì chúng ta không thể mang cái tư duy duy lý của chúng ta để chúng ta cân đong đo đếm ở đấy được. Vì nói đến tín ngưỡng tức là nói đến cảm xúc, nó là một cái xúc cảm. Cái niềm tin tín ngưỡng đó là niềm tin xúc cảm. Là cái dâng sao giải hạn thì ngày xưa thì đấy là cái tên. Cái tên nó như thế, cái tên của ngày xưa thì ngày xưa là các cụ là cứ nói là đến cái mùa này là cái mùa gọi là dâng sao giải hạn thì cái phong tục tập quán ấy nó quen đi rồi. Cái từ đấy thì nó quen đi rồi. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta phục vụ cho nhân dân thì theo cái yêu cầu của nhân dân thì chúng tôi cũng khuyên các vị là chúng ta gọi là lễ đầu năm là chúng ta lễ cầu an cho cả năm. Thế cho nên là cái này nó có cái phong tục tập quán từ xưa rồi cho nên là nó khó cái từ đó nó khó bỏ. Phật giáo đã du nhập vào Việt Nam, hòa chung cùng dòng chảy văn hóa để trở thành tôn giáo bản địa, mang tinh thần của người Việt. Bởi vậy cũng sẽ hiểu khi những lễ cầu an, những lễ dâng sao giải hạn được tiếp thu và trở thành một phần trong đời sống Phật giáo. Ở đây, chúng ta chỉ cần một cái nhìn có chiều sâu, có sự am hiểu để biến hoạt động ấy trở thành một nét đẹp, một nét nhân văn trong đời sống. Các cơ quan công quyền phải tỏ rõ, phải có cái hướng dẫn đối với người dân để cho người ta làm đúng. Hướng dẫn các nhà sư, các ngôi chùa người ta làm đúng. Cũng trong các cái chủ thể quản lý này thì vai trò của Giáo hội Phật giáo Việt Nam rất là quan trọng. Giáo hội Phật giáo Việt Nam phải đứng ra để giải quyết cái câu chuyện ấy. Phải có cái hệ thống văn bản hướng dẫn cho người dân xung quanh cái công việc ấy để cho người dân người ta hiểu thực chất. Và để cho các ngôi chùa người ta phải tiến hành theo một cái quy phạm chung và một cái hệ thống tổ chức chung, tránh cái tình trạng là mạnh ai lấy làm. Từ phía dân cũng không nhất thiết là cứ phải là tôi phải lễ vào rằm tháng riêng thì tôi mới được giải hạn, chứ không phải là như vậy. 365 ngày, ngày nào nghĩ được lành thì ngày đấy lành. Phật dạy là như vậy. Thực ra mà nói thì gọi là cái sao thì nó cũng có rất nhiều, nó cứ theo cái chu kỳ vòng quay của thiên nhiên thì nó cứ sau một cái thời gian nó lại đến. Thứ hai là nó lại kèm theo cả cái phần sức khỏe nữa, cho nên mình cứ sa đà vào đấy thì nó cũng mất thì giờ, không hay lắm. Đấy. Thế thôi thì mình cứ nghĩ là cái tâm mình chính thôi. Đấy, mình cứ giữ gìn sức khỏe và mình làm những điều lành thì điều lành sẽ đến. Như đầu năm nếu mà rơi vào cái sao xấu, có một ai đấy trong gia đình ấy, thì mình làm lễ giải hạn đầu năm rồi cầu bình an cho mát mẻ trong gia đình ở tại nhà. Còn nếu mà đến chùa ấy, thì làm cũng là một cái việc rất là thành tâm. Hy
Hy vọng chương trình ngày hôm nay đã phần nào giúp cho quý vị và các bạn hiểu hơn về một trong những hoạt động tín ngưỡng tinh thần đã xuất hiện trong thời gian gần đây của người Việt, đó là dâng sao dài hạn. Và cũng mong có được những đóng góp của quý vị và các bạn để giúp cho chương trình của chúng tôi ngày càng hoàn thiện và đến gần hơn được với công chúng. Mọi ý kiến đóng góp quý vị có thể gửi về cho chúng tôi qua trang Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV hoặc gọi cho chúng tôi theo số điện thoại 0422208288. Quý vị cũng có thể truy cập ở website vitv.vn để xem lại các chương trình. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.